Ở mình đây là gọi là chùa đúng không Hoài? Ở chùa chứ, Vì ở đây có trụ trì không Hoài? trụ trì không, mấy ông thầy giờ ông ở đây khổ lắm con à, ông Dạ. tới ông ở không có được đâu, ở chỗ sướng này chứ, ở đây núi non rồi khổ ăn khổ cực, ông ở được đâu. Nhiều ông lên, nhiều thầy lên đó đây xin ở lắm mà cho ở, ở không được, không Dạ. ở được, ở trong 10 bữa nửa tháng là cái khổ quá đi à, chứ ở không được. Ở trên đây khổ quá. Ừ, ăn khổ xe chợ xa quán mà núi non rồi khổ đâu, Dạ. buồn chứ đâu phải như ở thành phố chiều nó Dạ Hoài. vui. Ngồi Tôi chơi con xíu nha Hoài. ở đây nằm ở trong cái chợ yên. Vậy thì bây giờ Hoài nằm nói chuyện con cũng được. Để con đeo này vô cho dễ nghe Hoài nói chuyện hơn nha. Rồi, bữa nay con may mắn quá, con vô con đi nghe có việc, con đi ngang qua đây Hoài. Xong rồi con may mắn quá khi con gặp Dẫn mình Hoài. đi chứ mày đâu đây. Dạ thì với vậy là con may mắn mà chủ đích con là vô gặp cái ông Tư tu tiên á, xong cái đi ngang qua thấy cái chùa của Hoài từ bên ngoài nhìn vô cũng rất là đẹp nha. Ở bên trong thì cái không gian nó vô cùng cổ kính luôn nên là con ấn tượng liền. Xong rồi ông anh là dẫn con vô nè, còn nói là ở đây còn có cái giếng tiên nữa, có rất là nhiều cái câu chuyện ly kỳ ở đây, rồi còn gặp Hoài nữa, trời tuyệt vời quá luôn. Ủa Hoài, Hoài tên gì năm nay, Hoài bao nhiêu tuổi rồi? Vậy này 77 tuổi, bị 78 nha. Ừ, có đó 2 tuổi đó mà giờ già cũng quên có đó. Hoài ở đây lâu chưa Hoài? Lâu rồi cho chú ở cái hậu mới có năm mấy tuổi à, xong ông ngoại nhà nè, ông cha của ngoại thấy không là ông mất rồi, hai giờ ngoại với ông hai đó, hai người thì chú ở ở đây lo nhang khói à, ông bệnh chú ở nuôi rồi ông mất ở luôn đây lâu rồi cho. Thì bác mất lâu rồi, Đây ông ngoại giáp ông lâu mất này năm mà giáp năm mà con ơi, dạ năm mấy à? thì cũng mới hả Hoài? À, hôm tháng mùng hồng 4 tháng 2 vậy nè, cũng Dạ giáp năm với mấy tháng, 4 5 tháng vậy à. dạ rồi hiện tại là ở trên đây có bao cái ai ở chung với Hoài không? Có ở đây hai mấy anh em đó lên Dạ. xuống ở đây nó làm xong rồi chiều đấy nó vô ở Dạ rồi cũng ở thủ thủy Hoài à, vậy ở hả? cho Dạ chứ rồi. mình sao ở đêm hôm sao dám ở. Em chào anh. Nãy giờ em nói chuyện vậy em chưa chào anh. Em xin lỗi anh. Nó ở Ủa nó mà đi nãy làm nãy Hoài nói Hoài tên gì chưa? Con chưa nghe. tên hả? Dạ. Thẹo tên Dạ. hồi xưa. Tên Thiệu hả? Quý bà con à, hiện tại con đang ở trong một cái làng quê nhỏ ở trong Diên Điền ở quý bà con, nên là có những cái tên hồi xưa nó là đặt cái những cái tên lạ gì đó để cho dễ nuôi đúng không Hoài? Đúng, Dạ. hồi xưa vải khó nuôi Dạ. thì ông bà đặt cái tên gì mà bây giờ phải sao chịu vậy chứ, giờ cãi lại sao được. Dạ, cái đó là gọi là phong tục tập Ừ, quán phong hồi tục hồi xưa đó xưa. nha. Ba con cũng có cái tên cũng gần gần giống như vậy đó, nên là con cũng hiểu. Cái thời mình ở khu đây tên tên thật á, và những người lớn ở đây cái tên rất là lạ Tên luôn quý bà lạ không con. có như bây giờ, giờ đặt tên rồi nữa à, đẹp rồi chơi hồi xưa tên mà gì đâu, không đặt cái mấy ông già xưa ông sinh ra cái ông thấy khó nuôi ông đặt cái tên gì. Nhìn Hoài nãy nhìn Hoài thương lắm mọi người ơi. Hoài nói là Hoài đang mệt xong mà không có tiếp khách, nhưng mà khi mà con giới thiệu là con nhà ở gần đây xưa giờ, nhưng mà cũng mới biết ở trong chùa này rồi mới biết những cái câu chuyện xoay quanh trong chùa này có Hoài, xong mà Hoài cũng biết ở gần đây nên Hoài mới tiếp chuyện á, chứ không không có dễ mà được Hoài tiếp chuyện đâu nha. Và đặc biệt nữa Hoài nổi tiếng từ Việt Nam qua Mỹ luôn á. Trời ơi, già lắm còn được cho thốt Mỹ. Tại vì cũng có nhiều YouTuber làm về những cái nét văn hóa đặc biệt ở Việt Nam chúng ta, thì cũng có nhiều người để vào trong đây và ghi hình lại một số hình ảnh và một số câu chuyện của Hoài chia sẻ, nên là Hoài nổi tiếng lắm á. Quê Ủa, quê cái đợt ở trong đây là định trồng xoài là ở xung quanh chùa mình trồng hay thêm là mấy cái chỗ mà nó chết rồi đó con à, xong dạ rồi trồng lại, trồng dặm dạ mới lại. anh quay quang cảnh một vòng xung quanh để cho quý bà con thấy. Hiện tại thì
mấy anh rồi đang chuẩn bị trồng thêm xoài ở xung quanh nè, trồng thêm cây cối nè. Thì hồi trước hình như là có trồng rồi đúng không bà, xong rồi Trồng nó chết, rồi chứ, giờ là trồng gọi là rồi, chêm vô ở trồng dặm vô đúng thêm vô trà xài trà trái hai bán mấy năm nay còn à. Nhà con cũng trồng mấy xoài này nè, nên là con cũng biết chết rồi, bắt đầu mua giống mới về trồng dặm Trồng vô. tứ quý này, tứ quý chứ vườn kia vườn sâu tứ quý không Con là cái đợt trước là con làm rẫy á, xong khi cũng làm con rẫy nữa. dạ con làm rẫy xong cái con vác xoài từ ở trên đỉnh núi xuống cái rẫy con khá là xa, nên làm 3 Làm ở tháng con đâu? dạ làm ở trong núi Diên Điền á, trong núi Diên Sơn á, Diên chạy Sơn từ biết trong không? ủy ban xã Diên Sơn chạy thẳng vô tới núi Vô luôn. tao núi này trong trong Diên Sơn. Rồi con bị giống như bị thoái hóa đốt sống lưng á, con làm rẫy không nổi nữa, con mới chuyển qua con đi làm YouTube, rồi con quay mấy cái hình ảnh ở quê hương của mình, coi những cuộc trò chuyện với hoài đồ vậy nè. Trước đây con làm rẫy vác cái vỏ xài vỏ xích, xích nhựa không nổi nữa, bây giờ vác không nổi nữa. Làm rẫy cho người cho cứng cát này cho như con mà làm rẫy Như con xin ra lộn chỗ sao vậy, vậy. xin con là một trai thanh niên ở quê quê gốc làm ruộng làm rẫy gốc từ nhỏ giờ luôn bà, mà da con không đen nổi, mà À, nhìn tướng tá còn không có cái giống con càng làm rẫy nãy xíu đó nào. ngày nãy đi ra con của bà đó hồi nhỏ nó trắng lắm, trắng như con vậy, trắng hơn nữa là cho vay trắng gì đâu mà làm mình ông thiết điên thôi, làm mình ông khổ lắm con à. Ngày năm thôi nó khổ cực hết. Quen chi mà đưa thố bên Mỹ lên đồ vậy chứ. Dạ không phải là người ở bên Mỹ á, để tìm những hình ảnh của hoài để xem á, chứ mình không có đưa ra mà do người ta tự tìm tới. Người đi vô hôm tháng mấy này là tháng tư năm này đây cho mấy Hoài ơi, cái ngày đó vì lý do gì mà hoài quyết định là hoài lên trên chùa này, hoài ở với lại ông hoài luôn vậy, là ông hoài thì lên ở trên đây luôn nhà hả? ông hoài là cha của hoài á, là Cha của ông bà dạ. cha của hoài là ông già rồi, ông ở lâu không rồi, ông già coi như ông muốn qua đời rồi biết không, Dạ. thì ông rồi xong nói thôi giờ ông ai nuôi, hai vợ chồng xuống này ở đó nuôi ông xong rồi ông viên tịch rồi thì coi như hai chồng ở luôn đây, rồi ở luôn đây rồi ông cũng mất rồi còn mình vại đây à, còn hai vợ chồng ở tuổi già nó qua nó lại rồi cho vui rồi ông mất à, vậy cũng ở mình đây với mấy nhỏ ra cho rằm mùng một thì có trong ban đầu tràng người ta về ta tụng kinh cúng mà có thầy rồi giờ cúng con à. Dạ vậy là cái ở mình đây là gọi là chùa không có ở trong ông ngoại, Ừ. mình đây là gọi là chùa đúng không ngoại, Ở chùa chứ vì ở đây có trụ trì không ngoại. trụ trì không, mấy ông thầy giờ ông ở đây khổ lắm con à, ông Dạ tới ông ở không được đâu, ở chỗ xuống này chứ ở đây núi non rồi khổ ăn khổ cực, ông ở được đâu, nhiều ông lên nhiều thầy lên đó đây xin ở lắm mà cho ở ở không được, không dạ ở được ở trong 10 bữa nửa tháng là thấy khổ quá đi à, thì ở không được. Ở trên đây khổ quá. Ừ, ăn khổ xe chợ xa quán mà núi non rồi khổ Dạ. đâu buồn chứ đâu phải như ở thành phố chiều nó vui, ở đây chiều buồn lắm, công phu đông ngang rồi công phu là đóng cửa lại, ở núi là sợ biết không, giờ chiều 3 4 giờ công phu đông ngang phải đóng cửa lại À, ơi, nếu như cho ở thì có những cái vị sư hay là những vị cao nhân nào muốn tu khổ hạnh mà con biết được á, con có thể giới thiệu lên trên đây để cho họ có cái nơi họ tu tập bên ngoài, tại vì rất là nhiều người gọi là chân tu á, họ tìm kiếm những cái chỗ tu như thế này mà không có. được chứ, mà có cái ở đây là Khổ có quá. cái chân tu gà chứ không ở không được, khó ốm con à, cái nhiều ông về đây nhiều cô, có cô ở trong suối cát á, trong suối cát suối Hiệp á, cái chùa Ni á, xong rồi ra đây xin ở mà cũng ở không được, Khổ với nó ở buồn buồn với khổ với ở đây mà cái người phải tâm mà cho ấy à, chứ còn tâm mà không chuẩn ở không được đâu, khó ở lắm. Vậy thì từ ngày mai anh Lộc ha, ngày mai khi mà biết những cái vị chân tu hoặc là những cái vị đầu đà tu khổ hạnh mà đang tìm chỗ tu á,
thì cũng có, mình cũng có thể giới thiệu cho một vài cái vị sư đó, nếu mà hợp mà hữu duyên á thì sẽ lên trên đây, mình cứ cứ gieo duyên thôi. Ừ, nếu nếu được mấy mấy ông dạ sư thì đi khúc thực ông ở ngoài đường đó, ông có đây là có rồi ừ. hả, là ở đây đã từng có rất là nhiều vị sư tu khổ hạnh 13 hành đồ đề cũng đã tới đây rồi, nhưng À, mà đó rồi ở được ở cũng mấy tháng là đi ngoài buổi nổi. Dạ. tháng này vài tháng đi ấy lại Ủa gì bình thường thôi, với mày ở xong đem đi chỗ khác thôi. à đúng rồi, Ừ. những người tu khổ hạnh là như vậy, là họ ở độc cư và không ở một chỗ quá lâu á. Dạ. Cái vị sư mà tu khổ hạnh gần đây nhất tới chùa mình để ẩn tu là khoảng khi nào hoài nhớ Không không? Bao hả? nhớ nổi À đâu. là nhiều buổi Ừ. nổi mà nhớ không nổi luôn quý bà con. Vì có cái chú ở anh xóm mà còn nhỏ. Ông hai cũng còn đây thì nói gì ở đây đó ở ở đây lo nhang khói cho chùa. Rồi không ở đi tu khúc sĩ ở với tịnh xá Ngọc Tháp ở Nha Trang á, Dạ. đường số 6 luôn, lĩnh ở dưới cũng lâu lâu về thăm mà cũng đi à, chứ không có lại. Chú là con trai như con vậy. À, chú ấy còn Ừ, trai con con trai như à. con Con mới có 31 tuổi à. vậy. Chú nó cũng cỡ đó cho mấy À. đầu đi có hai mấy tuổi rồi mà. Chú hai mấy tuổi là xuất gia rồi À, không ạ? xuất gia đó, anh mấy tuổi xuất gia, đây cũng ba mấy tuổi Hoài ơi, rồi. cái chùa của mình ở ngoài là khoảng bao nhiêu năm mà ngoài không, mà con thấy cái kiến trúc cũ ghê luôn á, cổ lắm Lâu cũng có cả trăm năm mà, lâu rồi chứ. à, Lâu. nhìn Ừ. trên cái dòng trăm Thì mình nói gì cho trên trăm mà chứ sao, ông tổ này là ông trăm mấy rồi mà, ông trong tháp này ông tạo lập ra con à, lâu rồi cũng tầm cỡ 150 năm nhá. hoài Mấy đứa gì mấy đứa con mà chưa có quay để ráng làm dạ cái ngọn lại rồi quay cho nó mớ. nhỏ đã, tại vì chùa mình có làm sao thì mình cứ ghi lại những cái hình À, ảnh nó chân thật nhất thôi à, hoài, ông qua còn đây gì nói á. Dũng anh em kêu thợ để chà làm cái ngọn lại chứ không cho nó mớ. Chính giữa đó, ở chính giữa trước gian đường này. Cái Ừ. tòa tháp này cũng như là cái mộ phần của người đã sáng lập ra chùa nè Đó, quý bà. à, ông đã xây dựng chùa lập lên. Thì quả giới thiệu sơ qua cái vị chủ trì đã sáng lập ra chùa này được không hoài? Mà Mình nhớ lâu gì, tao không nhớ ai mà chưa. nhớ gì hoài kể chứ giờ cũng nghĩ là có mỗi mình hoài là người rành nhất thôi á. Ông lập đây là cái hồi cũng lâu rồi, không nhớ năm, không nhớ năm mà ông hồi ông già ông ở nhà. Ông sư đây là ông ở nhà, ông tổ đây ông ở nhà chứ không phải ở đây, cũng có con rồi vợ con vậy mà sau Nói này tu đây là mất phép đây là rừng núi đồ cọc đồ hết lắm á, mấy cái đó chung cho mấy cái đó. Thì đầu tiên là coi như ổng đâu có ở đây à, nhưng mà coi như ở trên bờ trên á mới kêu ổng là thôi bây giờ ông về để ông lo cái chuyện chùa, xong ổng mới lo chuyện nhà rồi ổng muốn xem xuống đây để ông lập chùa. Mà cái hồi đây á là nói với con cũng nghe ổng cỡ thôi chứ cô cũng còn nhỏ cô đâu có biết. Đi ở sau ở nhà tổ kia là hồi nói ở đây có cái nhà người ta nhà nho hay lắm, giỏi lắm. Ở cái Sau vùng nhà đất này tổ, trong vùng đất này dạ nhà tổ sau chùa á, dạ cái vùng đất là này à, là ta tìm long điển việt là sau nữa là gia đình của ta ông bà cha mẹ có mất á thì ta chôn ở đó là con làm ăn giàu có. À, sau này chết rồi đem chôn là cọp ổng có cho chôn, ổng mất cũng đỡ lên bờ biết ai ông Tuấn, nhà của ông Ro ba ông may ra ông Ro gì đó ông ba đó, ông mất ông đỡ lên trên chùa trên miệng xong sáng à, ta xuống ta thăm thăm ta thấy đỡ lên trên miệng lỗ rồi mới đem ra về đây chôn. Rồi cứ nói đây cũng như là ở trên ta định đỡ cho lập cái chùa chứ không có cho mà chết đem mà chôn ở đây. À, sau này rồi thì ông trong ông tổ đây ở trong tháp đây ông giờ ông mới lập ra cái hồ rừng núi không mà nó đâu phải nói ấy, rừng núi phải cất cái chòi có một chút à một xíu à, ông ở có ông mình à. Sau rồi ông ở lâu rồi thành lập ra lần lần làm lần ra mới được gì đây vậy chứ.
Rồi khi ông làm rồi mà ông mất rồi, giờ cứ gì đi ở chứ làm đâu có nổi con. Giờ sửa chữa rửa lại không có nổi, cứ gì đi ở. Rồi tới đâu tới mà trời Phật đâu phải nuôi mình ở nhà, mình muốn làm cho to, đâu có tiền đâu như mấy cái chỗ khác đâu, nó mình làm lên thôi. Giờ cứ gì đây, rồi ở đây hồi xưa kia là cái chỗ đây là ông cột nằm này, hai ông chỗ đó, ông cờ hai ông Xây á, không xây đó là cũng sự vậy. thật á, cái chỗ đây này đó, chỗ cái nền dưới nền tháp nó đó, Dạ. ông hai ông cột nằm mà hồi ở đây là cái nhà tranh, chỗ đây là cái nhà xây cái nhà do mà nhà xưa. Rồi mấy ông bây giờ ngủ trong gia đình Phật tử thì giờ thằng ngủ sao giật mình thức dậy thấy không, nằm hai ông nằm chỗ đó, mới lên kêu ông thầy tổ, nói ông thầy tổ là coi như có hai ông cột nằm dưới đó. Xong ông dậy ông xuống đuổi ông đi đi chỗ ta tu mà nằm dưới đây, là hai ông mới đi đi biệt thấu giờ luôn á, không có ở đây nữa, cái hồi kia sợ lắm. Những cái câu chuyện truyền thuyết vô cùng hay, chỉ có những người lớn tuổi như ngoại đó mới đủ cái trải nghiệm để Chứ về giờ chứ. nhỏ nhỏ đâu có hiểu được, Dạ. con đâu hiểu được. Rồi cũng vậy là cứ nghe ông ngoại ông kể lại, là ông À. cha của ngoại á, ông Dạ. kể lại rồi mới nghe chứ đâu có vậy. Thôi bây giờ ngoại mệt chưa, ngoại vô ngoại nghỉ, con thấy con làm phiền ghê. Đâu Mọi người ngồi à, chơi. Quý bà con à, nãy là thấy hoài cũng hơi mệt mệt rồi nên là tranh thủ ngồi nói chuyện hoài, sợ hoài đi nghỉ sớm rồi không có được cơ hội để hoài chia sẻ những cái câu chuyện, nên là ngày hôm nay là chắc nói chuyện với hoài là tới đây cho hoài nghỉ ngơi, rồi con đi vòng vòng con thăm ở chùa một cái. Đang có không anh là con của hoài hay là vậy Em là là cô. hay có ông anh này là em bà con của hoài nè. Bây giờ thì anh ơi dẫn em một vòng dạo quanh chùa để giới thiệu được không anh? Ví dụ như ở Dẫn nó dưới xuống cái hướng cái tiên dẫn nó hay xuống là ở trên hang này á. nè. Không ơi, bây giờ là khung xung khung quanh chùa là được rồi. Tại vì kêu hoài dẫn đi là chuyện không thể rồi. Thì Thôi thôi đi không nổi rồi chỉ có con ạ. anh mới rành nhất thôi. À. Dẫn đi Bây lên giờ trên. mời quý bà con nha, tiếp tiếp tục luôn. Bây giờ mời quý bà con nha, anh ơi. Trời em ơi. Đi bà Không, bỏ trời, tao không cho cho về dễ nghe thôi chứ không có gì hết anh. Đi đây đi gió rồi nó thổi á, mình nói bình thường thôi. Dạ, mời mọi người ạ. Anh tên gì anh? Tuấn. Anh Tuấn à anh? Đây là anh Tuấn nha, là em của Hoài á, nhưng mà sao nhìn anh trẻ vậy? Nên là bên kia kêu Hoài, bên đây là phải kêu bằng anh nha. À, anh cũng ở trên đây từ nhỏ luôn anh. Ở từ nhỏ vô à. Gắn bó từ nhỏ giờ luôn. Ngôi chùa hồi nãy bên ngoài nhìn vào á, em khá là ấn tượng và bất ngờ cái kiến trúc á, khá là cổ luôn Đây kiến trúc hồi xưa giờ mà, cổ hồi xưa giờ mà. á. Ví dụ như bức tượng của Đức Bà Quan Âm là có ở đây khi nào anh? Có hai chục năm đây à, À là người đã thỉnh tượng về là thỉnh đức cô. cô vợ của giám đốc điện lực Khánh Hòa. Vợ của giám đốc điện là Khánh Hòa đã thỉnh tượng về chùa của mình. Cái chùa này phải gọi là cái chùa Đại Hồng Chung không anh? Làm chung á, Em có thể vô thử không? không được, chưa tới giờ Thì được, cho em chạm vào được không anh? được chứ, chưa tới giờ đừng đánh. Con không có biết nên là cái gì con cứ hỏi anh trước, tuy không được đánh nhưng mà con được chạm vào nha. Là khoảng mấy giờ là mình sẽ đánh được anh? 4 giờ 4 giờ 15. Hiện tại bây giờ mới có 3 giờ nên là chưa đánh được nha quý bà con. Nhưng mà nếu lần sau mà có cơ hội mà quay lại đây hoặc là ở đây không tới 4 giờ thì con sẽ thử đánh một lần. Còn đây là khuôn viên ở phía phía sau chùa mà. Ai biết anh dẫn đi đâu rồi, em đi đó cho em đâu có biết đâu. Anh giờ anh cứ dẫn đi đâu là em đi đó thôi. Thì anh đang dẫn đường à, em cứ đi theo sau anh. Tượng cổ ngày xưa không á, hoàn toàn tượng là tượng tượng cổ ngày xưa không, không có tượng thời đây, tượng thời Thôi xưa cứ không, đi qua nha anh. thấy không, toàn tượng thời xưa không, thời đây không có. Ở bên kia là thờ Đó ai vậy anh?
đi tán. Anh giới thiệu giúp em luôn. Tại vì có, như là có nhiều người ở nước ngoài hay là nhiều người mà họ không có lớn lên ở Việt Nam hoặc họ ở tỉnh khác họ không có hiểu được. Tôi nhìn là tôi hiểu rồi mà, tôi nhìn được tôi hiểu hết á. Người lớn là nhìn hiểu hết á. Em đang hỏi anh nè. Hiểu hết á, tôi nhìn là tôi hiểu hết á. Người lớn tôi nhìn vô tôi hiểu hết á. Đây là tượng Quan Thánh đúng không ạ? Hình như em thấy có sóc xăm đúng không ạ? Sóc xăm, sóc xăm. Có hết đó. Sóc xăm, sinh xăm rồi có. Quay zoom gần lại ở những cái đồ vật ở đây rất là cổ xưa quý bà con. Tôi đừng có quay tượng giữa, tượng giữa quay dân hộ. Hiểu không? Để phía sau, để phía sau. Sau nhà tổ, đừng quay tượng giữa. Tôi quay sơ thôi. Em bất ngờ vì cái kiến trúc ở bên trong á, ở bên ngoài là cổ không ạ, à, nhìn ra là cổ không quý bà con, nhưng mà bên trong cũng những cái bức tượng cổ thì nó tạo ra một cái không gian rất là khác. Em thấy ngày xưa thì xe đồ để chỉ không ạ? À, đây xe thời xưa thay nó chỉ không ạ? À? Đây nhà tổ. Bình thường thôi. Đây là gọi là các kinh sách rồi để... đầy đủ hết đó. Kinh sách ngày xưa không á. Hồi xưa không giống cái thời này đâu. Hiện tại là kinh sách thì là mấy sư mấy thầy kia là sẽ về đọc hay sao anh? Dạ. Đây là lần đầu em gặp một ngôi chùa như thế này. Anh vào bên trong quay kỹ hình ảnh cái nét đẹp ở bên trong khá là tối nên là cố gắng giữ cho hình nó đừng có nghe nha. Cho mọi người thấy hết cái quang cảnh xung quanh. Không ngờ nhìn ở bên ngoài cũng khá là bình thường nha. Tại vì do cái kiến trúc ở đây á, nhưng mà ở bên trong thì không bình thường một xíu nào luôn. Rất là đẹp. Bên trong hoàn toàn cổ không anh nha. Cái tượng giữa lúc nãy mà em quay lên phát trên mạng là giang hồ nó đua nhanh luôn. Giữ lại á. Dạ dạ. Ở trong mình cũng có cái chuông nhỏ nè, hồi nãy em thấy cũng có cái chuông nhỏ ở đây trong đây luôn. Dạ. Xuống coi hàng cọp không? Xuống chỉ hàng cọp cho. À.